Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Nguyên ngày bữa nay là mình dọn vệ sinh, cắt cái dàn bông giấy cho nó thoáng mát à anh em. Đây là xin chào các bạn Chí. Hôm nay mới nhổ răng ha. Đây, cái hồ cá mình đổ nước vô, bữa nay mình mới thả mấy con cá cá kiếm vô nữa bạn. À, đây là cái để cái lục quần vô đây ha. Đó, cá chạy lại luôn rồi, mới thả nên nó còn hơi nhát ha, nhưng mà gì đó, nhưng mà nó vẫn chạy lại nè. Giờ này cá kiếm này, kiếm kiếm con mẹ nó là con kiếm kiếm coi coi mắt đen lai với con quýt kiếm nó ra, quýt kiếm mắt đen nữa mà. Chí bước con bước vô, con lấy thức ăn ra đây cho ăn nè, con leo đây nè, đi ra lấy cái đó. Này gãy gì vậy? Rồi gãy rồi. Con mở đi, con mở lấy cho bà mì xíu à. Rồi. Mình cho nó ăn các bạn. Đưa đây, đưa mở chưa? Dở quá. Trời ơi, nhà té gì đó mà con mở không. Nè, con vô con cho con rùa ăn đi. Nè. Có con nó lai ra, có con mắt đỏ, có con mắt đen nha các bạn. Mình nói chung là nó là quýt kiếm, nhìn đỏ đẹp lắm. Này chắc mình phải thả thêm vàng cá bảy màu vô nữa. Còn chưa quen nha các bạn. Nếu nó quen là mình cho nó ăn là nhìn nó phê lắm. À, ở dưới nhìn lên ha, nhìn lên cây. Cây lộc vừng nha các bạn. Rồi quay cho các bạn xem cái hồ này vậy thôi ha. Còn bên đây mình vài bữa mình cũng thả cá kiếm nữa nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn ha. Các bạn yêu thích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn.